Tập 28. Bác sĩ Trang, tình hình phẫu thuật hiện nay sao rồi? Tôi đã làm xong phần quan trọng rồi. Có gì y tá Trường Châu? Bác sĩ Lục Thuần Hy, khoa cấp cứu, có chuyện quan trọng rất muốn tìm anh. Nếu như có thể được, mời anh nghe máy. Được, nối máy đi. Nếu vẫn xuất huyết nhiều thì sao huyết áp lại không giảm mạnh? Sao em đã khâu lại tất cả những chỗ bị xuất huyết? Khâu khí quản xong, huyết áp và oxy đều biến chuyển. Sao giờ lại bắt đầu giảm? Bước đầu em kiểm tra vậy thôi. Tim mạch không phải chuyên ngành của em. Chỉ số 3. Em kiểm tra màng ngoài tim, xem động mạch chủ có lỗ giò nhỏ nào không, khiến cho máu chảy vào khoang ngoài màng tim không. Cắt chỉ. Kẹp động mạch đầu tròn. Có thể Phương Chí Vĩ bị đặt tâm bông ngoài màng tim, gây rối loạn tuần hoàn hô hấp. Đúng là có máu tích tụ. Đưa tôi kim chọc. Lấy kéo cho tôi. Kẹp cầm máu. Có vết rách trong động mạch chủ, máu chảy vào khoang màng ngoài tim, chèn ép màng ngoài tim ngăn chảy máu, vì vậy huyết áp không giảm mạnh được. Bây giờ em khâu động mạch chủ lại đi. Được, cảm ơn. Chỉ Trolin 5.0. Kẹp cầm máu. Huyết áp bình thường, oxy trong máu 92%. Được. Đóng lồng ngực. Rồi, cắt chỉ. Chủ nhiệm, ở bên chỗ thầy sao rồi? Tôi đang chuẩn bị đóng lồng ngực, huyết áp 90/60, bão hỏa oxy 88. Bên em cũng sắp xong rồi, Bạch Tuyết. Không thành vấn đề, chủ nhiệm. Đường đã thông rồi, có thể đưa bệnh nhân đi. Đưa hai người ở trong lều đi trước đi. Hai người phẫu thuật ở đây, sắp xong rồi. Tôi hiểu rồi, xe đã chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuyển bệnh nhân về bệnh viện nhân hợp. Được. Viện trưởng, máy kiểm tra áp suất trong sọ tách biệt tốc độ nhanh và độ phân giải cao. Những số liệu ở Mỹ và Anh đã chứng minh điều đó. Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi. Ngân sách chi phí cho nghiên cứu khoa tôi không nhiều. Ý tôi nói là sau khi kết thúc thảm họa, có cần phải chi thêm kinh phí cho bệnh viện để tăng cường thiết bị không? Hơn nữa, những thứ này người bị thương vẫn dùng. Bệnh viện chúng ta còn không mau bổ sung ngay mấy thiết bị này đi. Bệnh nhân bị thương thật sự không cần dùng những thiết bị đắt tiền này. Chủ nhiệm. Không. Viện trưởng. Anh bây giờ là viện trưởng, sao lại học theo Phó Bắc Văn? Sợ sệt như vậy làm gì? Đây không hẳn là chuyện trái quy tắc. Hơn nữa, Tiểu Đường, làm người nên có giới hạn. Đem đầu ra để ăn tiền cứu trợ thiên tai. Từ trước tới nay, có người nào không sợ chết? Tiền viện trợ lần này, có chết, tôi cũng không động vào. Tôi là một người sợ chết, nên cũng nhắc nhở cậu. Đừng tỏ ra thông minh. Văn hóa không cao, thì nên đọc nhiều sách vào. Bút này tặng cho cậu đấy. Có ăn món gì thì cũng là ăn. Nhiều cá nhiều thịt sinh thèm, nên ăn rau cải để bảo đảm sức khỏe. Nếu anh sợ chết,
thì nên ăn chay. Lúc nãy cậu nói về máy kiểm tra không thể dùng trong cứu trợ thiên tai, nhưng bệnh viện chúng tôi hiện tại đang cần một số thiết bị kháng sinh với máy khử trùng. Cậu tìm cách có được con số chúng tôi cần đi. Tôi đã cung cấp cho anh một lô luôn rồi. Hàng tồn kho không còn nhiều. Mấy bệnh viện khác cũng đòi y như vậy. Đừng nói với tôi về chuyện biến động giá cả. Nếu không biến động thì tôi đã không tìm cậu rồi. Mối quan hệ giữa cậu và Nhân Hợp cũng không tệ. Được. Với danh sách mà anh muốn có, tôi sẽ vận động các mối quan hệ của mình, nhất định tìm ra được cho anh. Anh chỉ cần làm một báo cáo, phần còn lại để tôi lo. Tôi bảo đảm người khác sẽ không tìm ra lỗ hổng nào đâu. Không thể tìm được lỗ hổng nào. Không thể mà. Đó là vì con mắt của cậu chỉ nhìn thấy tiền thôi. Trong bài báo này đã chỉ ra rất rõ, khoa ngoại lồng ngực Nhân Hợp sử dụng thuốc hóa trị của công ty cậu nhiều nhất so với các công ty khác. Đã có thống kê sự khác biệt. Như vậy thì sao? Chuyện này không phải mọi người đều biết à? Bài báo không thật sự chỉ ra vấn đề này. Điều tôi lo là bài báo tiếp theo. Bài tiếp theo sẽ phải nghiên cứu tại sao lại dùng thuốc của công ty cậu. Thuốc của công ty tôi tốt mà. Thuốc của công ty cậu hiệu quả rất tốt, nhưng cũng không có khác biệt gì nhiều lắm so với các công ty khác. Tuy nhiên về mặt giá cả, thuốc bên cậu lại đắt hơn nhiều đấy. Hiểu chưa? Không hiểu. Đưa tôi xem thử. Xem gì mà xem? Cậu hiểu được không? Tôi xem tên tác giả, xem ai viết thôi. Tôi sẽ triệt người đó. Triệt ai hả? Cậu là xã hội đen chắc? Thôi đi đi. Thời điểm quyết định, đừng gây phiền phức nữa. Đi đi. Tôi để lại đấy. Dương Trắng Trắng, cậu chép bệnh án làm gì? Định làm trò gì nữa? Tôi giúp các cậu vận chuyển máy móc, giúp đẩy bệnh nhân rồi còn đưa nước. Không lẽ chép bệnh án về làm bậy sao? Thôi được rồi. Mà cậu chép bệnh án làm gì? Này, không phải là tôi chép bệnh án, mà tôi đang thống kê mật độ và tình trạng bệnh nhân. Tôi còn đang chuẩn bị nói bố tôi bật đèn xanh, cho tôi lấy số liệu về thuốc và đồ sát khuẩn. Như vậy tôi có thể nghiên cứu quan hệ phân chia quỹ thiên tai. Chúng tôi ở đây chỉ quan tâm cứu người. Cậu tính toán tiền cứu trợ làm gì? Tiền nào thì cũng phải chi. Tiền nào cũng có thể hoãn. Những cái này đều dùng số liệu phân tích mới có được kết luận khách quan và toàn diện. Cái này là mục tiêu nghiên cứu của tôi. Đi du học về đúng là không tệ. Nói cái gì nghe cũng có lý hết. Anh Đường, anh cũng tới giúp à? Tôi thì giúp được cái gì chứ? Không gây phiền phức là đã tốt rồi. Làm việc đi, tôi đi trước đây. Này, dọn giúp tôi. Anh Đường, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lần này tôi muốn về đây nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trị liệu do Mỹ đầu tư vào Trung Quốc. Tôi phát hiện thuốc hóa trị của công ty Anh chiếm tỷ lệ khá cao trên thị trường của Gia Lâm. Anh là đại diện y dược, tôi muốn thỉnh giáo anh một số chi tiết. Cậu có phải đã làm một luận văn được đăng trên tạp chí U Bướu Học đúng không? Anh xem rồi à? Không hiểu đúng không? Để hôm nào tôi giải thích cụ thể cho anh, có lợi cho việc tiếp thị của anh đấy. Cậu đúng là cái đồ gậy gỗ. Sao lại đánh tôi? Cái gì gậy gỗ? Gậy gỗ nghĩa là sao? Cậu qua đây.
Qua đây. Anh làm gì vậy? Anh, suốt cuộc anh muốn nói gì? Luận văn mà cậu viết, có phải vì muốn chứng minh thuốc công ty chúng tôi so ra không tốt, còn đắt hơn chỗ khác không? Tôi không muốn chứng minh gì hết. Tôi chỉ phân tích số liệu khách quan thôi. Đây là trách nhiệm của nhà khoa học y mà. Cậu đừng có dính dáng tới trách nhiệm y khoa gì hết. Bố cậu là nhà khoa học y, phải không? Có trách nhiệm này không? Sao lại nhắc tới bố tôi? Tử Hiên, số liệu cậu cũng thấy rồi. Trên thị trường thuốc và thiết bị ở Gia Lâm là chúng tôi chiếm tỷ lệ cao. Tôi hỏi cậu, bệnh viện nào cao nhất ở đây? Nhân Hợp. Còn không phải sao? Tôi không biết cậu nghiên cứu những gì. Nhưng cậu nghĩ đi, làm vậy thì có lợi cho ai chứ? Những người đứng ra mua thuốc đều là nhà khoa học y đấy. Đó là trách nhiệm của ai? Bây giờ tôi đã không ngưỡng mộ bố cậu phí công sức đưa cậu đi Mỹ du học rồi. Cậu quá đơn thuần, quá ngây thơ. Anh Đường, bố đưa tôi đi Mỹ du học, nhưng là tôi tự kiếm học bổng, tôi tự thi hạng nhất để vào. Học bổng đó của cậu, trước khi cậu thi, từng có chưa? Hình như là chưa. Đúng rồi, cậu có thể đứng nhất, cũng phải có các danh mục ở đó để cậu thi chứ, hiểu chưa? Nhà khoa học y, không chịu xem ai cho cậu làm nhà khoa học. Thầy Trang, tôi không vẽ tranh đâu. Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy. Mau về ký túc xá ngủ đi. Không cần đâu, tôi có thể chịu được mà. Không cần thiết đâu. Lúc nào nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Thầy Trang, có phải thầy cũng cảm thấy tôi không giúp ích được gì không? Sao hỏi vậy? Mấy ngày nay mọi người đều đã rất xuất sắc. Nhưng bây giờ nhân viên cứu nạn đã tập trung lại rồi. Chúng ta thiếu nhất là không gian. Bây giờ không thiếu người như hai ngày trước nữa. Cô chịu đựng như vậy cũng không có lợi ích gì. Vậy lát nữa tôi sẽ về ký túc xá ngủ. Cảm ơn thầy. Lúc trước cô nói tới công ty truyện tranh để xin ứng tuyển. Thế nào rồi? Thầy còn nhớ sao? Họ đã xem mấy bức tranh của tôi vẽ, muốn ký hợp đồng với tôi luôn. Tốt đấy. Tuy tôi không hiểu hội họa, nhưng cảm thấy tranh của cô có tình cảm, có sức sống. Tôi nghĩ, về lĩnh vực đó cô có năng khiếu. Thầy Trang, tôi thừa nhận trước đây tôi đã không cố gắng, nhưng sau này tôi sẽ dành thời gian và sức lực vào việc làm phẫu thuật với nghiên cứu. Xin thầy hãy tin tưởng tôi, để tôi có thể xuất sắc được như cô Lục. Sở Quân, năng khiếu con người không giống nhau. Nếu không có năng khiếu trong lĩnh vực này, có thể sẽ có ở lĩnh vực khác. Nhưng dù trong lĩnh vực nào cũng phải cố gắng. Đó là chuyện rất đương nhiên. Vậy tôi cũng tình nguyện. Tình nguyện làm bác sĩ. Được. Vậy hãy so sánh chính mình
Hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Đừng so với người khác. Thầy Trang, tôi không phải là một người mạnh mẽ. Tôi chỉ hy vọng là một ngày nào đó trong mắt thầy, tôi có thể xuất sắc như bác sĩ Lục. Trong mắt của tôi, không có ai giống như Lục Thần Hy. Tuy cô ấy có rất nhiều tật xấu, nhưng với tôi mà nói là độc nhất vô nhị. Thì ra tin đồn đó là thật sao? Ý cô là tin đồn tôi với Lục Thần Hy yêu nhau sao? Đúng, là thật đấy. Tôi hỏi thầy một vấn đề. Lúc trước thầy giúp đỡ, động viên tôi. Những lúc tôi gặp phải chuyện phiền phức, thầy đã hết lòng giúp đỡ. Còn giúp tôi làm luận văn y học, tặng từ điển cho tôi nữa. Không lẽ tất cả những chuyện đó chỉ vì tôi là bác sĩ tu nghiệp, còn thầy là người hướng dẫn thôi sao? Sở Quân, tôi từng nói với cô, tôi có một đứa em gái. Con bé và cô gặp chuyện giống nhau. Vì điểm này, tôi thừa nhận là mình có chút quan tâm đối với cô. Nhưng nếu như vì sự quan tâm này khiến cô hiểu lầm gì đó, tôi xin lỗi. Được, tôi hiểu rồi. Là tôi đã tự suy nghĩ quá nhiều. Thời gian qua đã làm phiền thầy rồi. Hơn 20 tiếng con không ngủ rồi đấy. Không mệt sao? Đừng tập nữa. Bố không biết, một ngày không luyện, cơ bắp sẽ xuống ngay. Nhìn bố là biết rồi đấy. Con nhớ lúc con còn nhỏ, bố làm xong là tới sân bóng rổ, cho tới trời tối mới về nhà. Con vẫn còn nhớ sao? Đúng rồi, nhớ năm đó, bố là người duy nhất trong khoa ngoại lồng ngực có thể chơi bóng rổ. Thì đúng rồi, giờ bố mập thở còn không nổi. À đúng rồi, bố, về luận văn của con, có một vấn đề con muốn hỏi bố. Có vấn đề gì? Liên quan đến phát hiện trong nghiên cứu này, Nhân Hợp và bệnh viện cấp dưới của Nhân Hợp đều dùng thuốc hóa trị của công ty con sản xuất. Chuyện này không tốt sao? Có nghĩa thuốc hóa trị của công ty con hiệu quả tốt. Nhưng bác sĩ phụ trách nói là do Nhân Hợp đích thân hướng dẫn phương án hóa trị và thuốc. Thuốc hóa trị của công ty con so với thuốc của những nơi khác cũng đắt hơn gần 5%. Với lại Nhân Hợp lại sử dụng nhiều như vậy, không lẽ chỉ vì loại thuốc đó hiệu quả tốt sao? Sao con lại hỏi bố về chuyện này? Bố là chuyên gia khoa ngoại lồng ngực, cũng là chuyên gia khoa lâm sàng. Con hy vọng bố có lý do chính đáng về khoa học và chứng cứ thuyết phục về lâm sàng. Về chuyện này thì không có lý do.
Vậy con hỏi cách khác. Con vừa tốt nghiệp cấp 3 thì đã giành được học bổng mới thành lập của công ty để qua bên Mỹ du học. Bây giờ quay về công ty lại được cơ hội vào làm, có liên quan không? Tử Hiên, bố phát hiện con có suy nghĩ nhiều rồi đấy. Hôm nào có thời gian rảnh, chúng ta ngồi lại thảo luận nghiêm túc, xem rốt cuộc con nên làm thống kê y học hay là nên chọn chuyên ngành thống kê tài chính. Chuẩn bị đi ngủ thôi. Bố. NIH đã đồng ý cấp cho con quỹ nghiên cứu trong giai đoạn 2 này. Con có thể tiếp tục nghiên cứu vấn đề sử dụng thuốc hóa trị của Mỹ ở Trung Quốc. Con sẽ tập trung phân tích lý do tại sao thuốc hóa trị của công ty Tiên Phong lại được dùng nhiều ở Gia Lâm. Con thích làm gì thì cứ làm đi. Tốt nhất là lấy được giải thưởng Nobel y học. Đó mới là có bản lĩnh. Từ nay về sau, đừng nhắc chuyện luận văn của con trước mặt của bố nữa. Ngủ đi. Alo, chủ nhiệm. Vừa có một người vào cấp cứu, tràn khí huyết màng phổi. Tôi đã kiểm tra, sức ép đường dịch hết rồi. Tôi đã cho nhập viện. Anh xem, sắp xếp bác sĩ nào phụ trách phẫu thuật đây. Giờ này thì họ ngủ hết rồi còn gì. Để tôi đi. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngủ đi. Tình hình Phương Chí Vĩ đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bệnh nhân còn lại lây nhiễm nghiêm trọng, cũng không biết có qua được không. Gan của em cũng lớn quá đấy, cả ngày cứ luôn làm trái quy định. Lúc đó thật sự không nghĩ được gì. Nếu anh ở đây cũng phải làm vậy thôi. Lúc đưa ra quyết định đó em sợ không? Cũng không thấy sợ. Chỉ là không tìm ra nguyên nhân Phương Chí Vĩ bị hạ oxy trong máu nên hơi hoảng. Có phải anh muốn nói lúc đó em nên chọn cứu một người thôi không? Chuyện này vốn dĩ em không thể chọn lựa. Lúc đó em chỉ có thể cố gắng hết sức của mình để họ có khả năng sinh tồn. Hiếm khi anh đứng về phía em đấy. Có thật lòng không vậy? Bất luận kết quả ra sao, anh đều rất khâm phục. Hôm nay anh làm 8 ca phẫu thuật, trong đó có một ca được chẩn đoán là rách tĩnh mạch dưới khoang ngoài tim, đồng thời rách thực quản. Cũng không thể so sánh với 2 ca kỳ tích của em. Được rồi, mấy lời khen này em nghe đủ rồi. Nói cái gì mà em thích nghe đi. Em đi lúc nào? Sao vậy? Hôm kia? Vậy là anh nhớ em quá rồi. Cảm giác cứ như là em đã đi đâu lắm rồi ý. Ui, câu này em thích nghe đấy. Giờ em nói gì anh thích nghe đi. Lúc nãy em nghe Trần Thiệu Thông nói, vì chuyện phát sinh hoại tử tín khí, bệnh viện không chịu nhận bệnh nhân, nên anh cãi nhau với Dương Phàm à? Bệnh viện nhân hợp các em, tin đồn lan nhanh thật đấy. Cái gì mà bệnh viện nhân hợp của em? Anh ở bệnh viện nào? Được rồi, anh sai rồi. Bệnh viện nhân hợp chúng ta, vậy được chưa? Em nói cho anh nghe, lần này em đứng về phía Dương Phàm đấy. Tình hình này không thể đưa ý kiến của nước ngoài vào được.
Trung Quốc có tình hình thực tế ở Trung Quốc. Anh ở lâu thì sẽ biết thôi. Anh biết rồi. Thật ra quyết định của ai cũng không sai. Tất cả đều vì chữa trị tốt cho bệnh nhân, lại không làm hoại tử khí nhiễm trùng tại bệnh viện. Chỉ là trong tình hình đó, đây là hai lựa chọn khó khăn. Không ai đúng, ai sai tuyệt đối. Nói như vậy cũng coi như có lý. Quy tắc nước ngoài là muốn cứu mạng an toàn hơn. Nhưng bây giờ chúng ta đều không chọn được. Viện trưởng Lục, đợi tới lúc em quản lý công việc của cả bệnh viện, anh tuyệt đối không đối đầu với em. Nghe như vậy có thích không? Nếu em làm viện trưởng, đi tới đâu cũng dẫn anh theo. Ban ngày bỏ túi, ban đêm ấm giường. Điện thoại gì mà cả đêm thế? Chưa chịu ngủ sao? Mau đi ngủ đi. Em cúp máy đây. Ừ. Thầy Trang, phòng cấp cứu có người bị thương, gãy xương ngực, bị sốc nghiêm trọng, tứ chi mất cảm giác, hôn mê. Được, tôi tới ngay đây. Ba khung xương ngực bị đứt. Được, tôi tới ngay đây. Cô nói đi. Được, tôi biết rồi. Tới ngay đây. Chuẩn bị đóng lồng ngực. Vâng. Chủ nhiệm Dương, giám đốc phẫu thuật gọi tư vấn. Bụng đã được phẫu thuật mở và cơ hoành bị rách nhiều. Đầu dưới của thực quản bị rách. Tôi tới ngay đây. Vâng. Hút ra. Mồ hôi. Kim nhỏ và chỉ. Chủ nhiệm, chảy máu rồi. Lấy gạc. Phòng quan sát tạm thời tránh khí độc. Anh Dương, anh ra rồi à? Có ca cấp cứu cần 3 lần phẫu thuật. Bị thủng phổi, tổn thương ngoài, còn rách thực quản nữa. Cũng đã lâu không làm phẫu thuật chấn thương rồi, không được thuần thục nữa. Hơn nữa, làm phẫu thuật rồi khử trùng các thứ, từ nửa đêm tới bây giờ mới xong. Thấy xấu hổ quá. Làm khó anh rồi, anh Dương. Chấn thương phần bụng của khoa các anh đã làm xong chưa? Suốt cả một đêm,
Khoa của chúng tôi hợp tác với bên khoa ngoại lồng ngực, tổng cộng 17 ca. Vất vả rồi. Viện trưởng Dương, viện trưởng phó và y tá trưởng nói là sau khi kiểm tra, cho tới thời điểm này, không nhận ca nghi ngờ mới về hoại tử đường hô hấp. Tất cả những người bị thương và truyền nhiễm đã được khống chế toàn diện. Tôi biết rồi. Cô làm việc đi. Vâng. Hôm qua anh để nhiều bệnh nhân vào đây như vậy, tôi thật sự rất lo. Bây giờ xem ra tình hình cũng không tệ. Anh cũng được đấy. Được rồi, đâu phải chỉ một mình tôi. Viện trưởng phó cũng có công không ít. Muốn cho mọi người được nghỉ phép quá. Tôi nhớ rồi đấy nhá. Tôi chỉ nói vậy thôi. Anh tưởng thật sao? Trời, còn nhiều hồ sơ chưa viết thế à? Thôi, tôi giao cho người khác. Không cần đâu thầy Trương. Thầy cứ đưa cho tôi. Tôi có thể làm được. Được rồi. Cô cứ từ từ làm. Hôm nay tôi không sắp xếp việc khác cho cô nữa. Không sao đâu, thầy cứ xếp đi. Không cần lo cho tôi. Vâng, chủ nhiệm Lý, tôi tới ngay. Được rồi. Cô xem lại lần nữa đi. Vâng. Chị Lưu. Sao? Đây là giường 19. Tiền sử huyết áp cao và bệnh tiểu đường. Lúc trước anh ta đã uống thuốc hạ đường huyết. Có thể đã bị ngộ độc lactic đấy. Bác sĩ Trương nói dừng lại. Được. Còn đây giường số 5, 3 giờ chiều nay. Sắp xếp kiểm tra CT. Giường số 8 đâu rồi? Rõ ràng đã xếp vào đây mà. Cô đừng gấp, từ từ tìm đi. Có thể bác sĩ Trang không gửi cô thì sao? Có gửi. Tôi cũng biết rồi mà, không tìm thấy là sao? Không thể vậy được. Này, cái này không phải giường số 8 sao? Đúng, là nó đấy. Có thể là do tôi kẹp nhầm chỗ. Chắc mấy ngày nay cô mệt quá rồi. Cô nên cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Vậy tôi đi làm đây. Được. Để tôi. Cậu sao vậy Sở Quân? Có phải mệt quá không? Không mệt, tôi không sao. Mấy ngày nay cậu không được nghỉ ngơi. Nếu không chịu nổi thì có thể tìm người khác chia việc ra mà làm. Nếu cậu vì mệt mỏi mà sai sót trong công việc thì sao? Tôi không chịu nổi lúc nào. Lãnh đạo giao nhiệm vụ, tôi đều có thể hoàn thành được. Tôi không muốn giao cho người khác. Thôi được rồi, cậu làm được. Mắt cậu sao sưng lên thế? Hay là để tôi đi nói với bố, cho cậu nghỉ vài tiếng. Chuyện này liên quan gì đến cậu? Cậu can thiệp làm gì? Cậu tưởng là con trai của chủ nhiệm thì muốn làm gì cũng được sao? Mặc kệ tôi. Sở Quân, không cần cậu lo.
Người đâu? Bệnh nhân này đâu rồi? Giường này ai phụ trách? Tôi tới ngay đây. Bác sĩ Sở, chuyện gì vậy? Bệnh nhân này đâu rồi? Sao lại tháo ống dẫn trong khi chưa chuyển xong? Cô ấy vừa mới nhờ tôi đưa đi vệ sinh. Tôi nói đợi tôi một phút. Sao lại có thể tự rút ra như vậy được? Cô hỏi tôi, cô chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Còn không đi tìm đi. Cô đừng làm quá, cứ từ từ nói. Bác sĩ Sở, cô đừng lo, tôi đi tìm ngay đây. Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Này, cậu sao thế? Có phải cả đêm qua không ngủ không? Sao cậu còn đi theo tôi? Tôi nói không cần cậu lo cho tôi. Đi, theo tôi. Làm gì vậy? Cậu buông tôi ra. Chờ chút. Này, đưa tới văn phòng giúp tôi. Đưa tôi, trả lại tôi. Qua đây. Dương Tử Hiên, cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống. Cậu làm gì thế? Tôi làm được mà. Đã nói là tôi còn chịu được, không nghe à? Cậu sao thế? Tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc tôi làm sai chỗ nào? Mọi người đều coi thường tôi. Bọn họ cảm thấy tôi vào được nhân hợp là nhờ đi cửa sau. Tôi muốn tới tu nghiệp ở một bệnh viện tốt hơn. Cho nên lúc bố cậu tới chỗ chúng tôi thuyết giảng thì tôi đã nói tôi hy vọng có thể tới nhân hợp tu nghiệp. Hy vọng sẽ được ông cân nhắc. Cậu thấy tôi nói vậy có phải đi cửa sau không? Cơ hội tới nhân hợp tu nghiệp vốn dĩ rất gắt gao. Một năm cũng mới có 10 người được vào. Cậu tới tìm một người là chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực lúc đó cũng bị coi là đi cửa sau rồi. Cậu vác tôi vào đây là muốn sỉ nhục tôi chắc. Tôi tốt nghiệp ở một trường đại học loại 3. Thành tích của tôi rất bình thường. Tôi chưa từng nghĩ sau khi tu nghiệp sẽ được giữ lại. Tôi chỉ suy nghĩ là sau khi tôi về, tôi sẽ có tiến bộ hơn thôi. Vậy bây giờ cậu cố gắng là vì cái gì? Mạ vàng bằng cấp đem về ạ? Tôi là vì tôi thích thầy Trang. Người ta vừa đẹp trai, lại ấm áp, còn tài giỏi như vậy nữa. Thầy ấy chỉ ra được chỗ sai của tôi, lại rất nhẫn nại chỉ giáo tôi. Là thầy Trang làm tôi thích bệnh viện nhân hợp. Nghe cậu nói thế, tôi cứ tưởng là thầy Trang làm cậu thấy thích áo blue, chứ không chỉ có nhân hợp. Tôi phải làm sao mới có thể được như bác sĩ Lục Thần Hy đây? Bây giờ tôi không được, sau này tôi càng không được. Ngay cả việc nghĩ tới cổ vũ bản thân, tôi cũng cảm thấy điều đó thật quá hão huyền. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Cho dù bác sĩ Lục có xem thường tôi đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ thấy hận cô ấy. Tôi chỉ sợ cô ấy, khâm phục cô ấy. Cậu có tin không? Dĩ nhiên tôi tin rồi. Thật ra đây là tâm lý của nhiều bác sĩ khoa ngoại lồng ngực nhân hợp. Cho dù có hận, cũng hận bản thân mình. Tại sao không được giỏi như cô ấy? Làm như cậu làm ở nhân hợp nhiều năm lắm rồi ấy. Nhưng tôi nói không sai phải không? Cậu muốn trở thành như Lục Thần Hy là vì cảm thấy cô ấy là bác sĩ giỏi nhất. Nhưng tại sao phải làm bác sĩ giỏi nhất chứ? Chỉ cần hết mình và trách nhiệm, có thể làm giảm đau khổ cho bệnh nhân, cũng là một bác sĩ giỏi rồi.
Trong mắt của tôi, cậu có ưu điểm của chính mình, không ai có thể có được đâu. Phải không? Tôi có chỗ nào đặc biệt? Ví dụ đi. Cậu xem, tôi biết là cậu chỉ muốn gạt tôi thôi mà. Lục Thần Hy, cả đời này cũng không vẽ được chuyện tranh như cậu. Cái đó thì có tác dụng gì chứ? Tranh của cậu có thể đem lại niềm vui cho bọn nhỏ ở nước ngoài. Đó gọi là phương pháp trị liệu tăng cường. Treo mấy bức tranh thật đẹp trong phòng bệnh có thể khiến bệnh nhân thoát khỏi môi trường bệnh viện nhàm chán, thúc đẩy sự hồi phục tâm lý cho họ. Những cái này có số liệu chứng minh rồi. Người khác chưa chắc gì đã làm được, nhưng cậu lại có thể. Nghe như cậu vẫn đang cố gạt tôi vậy. Nhưng gạt kiểu này cũng được đấy.